Hello anh em và chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình thế gì đây? Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Snake River, rắn săn mồi nhé. Và nếu anh em nào là fan từ game này thì hãy để lại cho mình một like nha. Và nếu video được 500 like, ngày mai chúng ta sẽ có tập mới nhất của Snake River nha. Rồi thì con này chúng ta có thêm cái bộ phận mới thì mình lắp ghép cho nó luôn này. Mình sẽ có thêm một cái mũi tên bắn vào cái bia khá là đẹp. Không biết mình đã bật cái file gì không mà nó nặng nhỉ. Ok, mình sẽ lấy một cái phần mới, một cái pass mới vào đây. Đó, chúng ta sẽ kiểu là có cánh hay sao ấy, nó dạng dạng như vậy, nhìn đẹp hơn nhỉ. Như vậy thì sẽ bỏ hết cái đống này đi. Mình sẽ cho tất cả một cái miếng cánh mình vào đây. Không biết là cánh hay là cái vây đây, dạng dạng kiểu cái vây ấy. À, mình sẽ vào đây luôn. Đó, rồi, đan được chưa ra? Hơi to anh em, hơi to. Có vẻ như hơi to, mình sẽ bỏ một miếng đi. Và mình sẽ bắt đầu cho màu sắc color. Và đầu tiên là sẽ đầu trắng này, cho quả đầu trắng và đuôi trắng này. Thân thì nó sẽ gọi là một vài bộ phận của nó sẽ là màu này, và một vài bộ phận nó sẽ là màu khác. Ok, chúng ta sẽ chọn con này nha. Nhìn nó khá là chất lượng. Đấy. Rồi, chúng ta sẽ play nào anh em. Battle Royale. Ôi, chết. Để dùng cái fireball anh em ạ. Ok, chúng ta sẽ dùng cái fireball là cái tuyệt chiêu lửa này để mình dạo này mình rất thích giết người anh em. Mình không thích kiểu là đi ăn nữa. Mà tôi dạo này tôi rất thích kiểu đi giết người khắp mọi nơi. Có đâu tôi sẽ giết hết. Đấy, hợp lý. Thế này sẽ cực kỳ hợp lý luôn. Ok, chúng ta sẽ vào trận anh em, tập trung hết sức nào. Để top 1 này anh em. Có vẻ cảm giác nó lắc lắc. Cảm giác nó hơi lắc lắc. Đúng ta. Hiện tại là chưa có rắn đâu. Chúng ta đi ăn nhiều nhất có thể đã. Ok, lượn lên trên nào. Để gặp con nào là chuẩn bị bắn luôn. À, bây giờ bọn nó cũng sẽ ăn được một chút chút rồi, và nó sẽ khá là dài đấy. Bây giờ đi tìm nó thôi, đi tìm nó và giết nó thôi anh em. Rồi nào, chúng ta sẽ ăn hết tất cả. Ôi, tự nhiên lại có một cái như thế này ở đây xuất hiện, thế mới điên chứ. Tự nhiên là có một cái nhấp nháy xuất hiện đây rồi. Ok, chúng ta sẽ bắn thanh niên này luôn. Không ăn được rồi, chúng ta không ăn kịp rồi anh em. Có vẻ đông nhở. Cái phát bắn của rồi mình khá là tệ ra. Mình lại muốn ăn mấy cái kia. Nó sẽ ra ngoài rồi. Có nên cố gắng để cố đấm ăn xôi để ăn cái nhấp nháy không? Mình cũng rất là muốn ăn cái nhấp nháy để kiếm thêm một cái đạn bắn nữa. Chạy đâu mất rồi? Chạy xa quá. Như thế này thì không ăn được. Như thế này không ăn được đâu. Kìa. Ok. Bật mốt luôn anh em ạ. Ở đây có khá nhiều cái đồ ăn. Từ. Nó đi xa quá rồi. Nó bay xa quá. Đây. Trên này có này anh em. Sorry anh em nhé, mình đang bị viêm họng và đang rất là hơi khó chịu. Khó phết anh em. Mình đang hơi bé, không ăn được nhiều lắm. Mình tập trung đi ăn mấy cái kia nhiều quá không? Có lẽ là vậy. Ok. Tiếp tục bắn nó phát nhỉ. Đâu rồi? Con nào muốn bắn không? Có em nào muốn bắn hay không đây? Con này to nhất này. Nên bắn nó. Và đuôi nó ít quá anh em ạ, được một tí à. Mình cố gắng giảm cái độ dài của nó xuống. Đây rồi. Tốt. Chúng ta đang có một cái thức ăn. Để xem thằng nào chết thôi. Là mình sẽ bắt đầu mình ăn luôn.
Rồi ok ok. Đang vẫn ở trong trung tâm anh em ạ. 7777. Vẫn đang là 7 người. Căng phết nhỉ. Khá là căng. Khá là căng. Không biết vòng bò tiếp theo nó đang ở đâu. Ăn được rồi, ăn được rồi, ăn được rồi, ăn được rồi. Hợp lý không? Quá hợp lý để ăn cái lúc nãy luôn. Còn đến tận 5 thằng nữa kìa. Còn 6 thằng, à còn 5 thằng thôi anh em ơi. Có thằng nào nó vừa chết ở đây này sao ấy? Chính xác là con nào vừa chết ở đây. Rắn chuột. Khá căng nhỉ. Thật sự là khá là căng thẳng ta. Không biết là liệu rằng người ta có thắng được không đây. Chờ xem, cùng chờ xem. Còn có 3 thôi. Chết rồi. Nó sẽ vào được chăng? Hơi khó nha. Hơi khó để vào. Ok, cố gắng bo nó vào anh em ơi. Cố gắng bo nó vào nào. Chính xác là cố gắng bo nó vào. Không cho nó ra. Không cho nó ra ngoài luôn. Không biết vòng bo tiếp theo nó ở đâu. Nhưng mà mình cứ bo vào đấy á. Hợp lý không? Khá là khó chịu luôn đấy. Dù nó to hơn chúng ta nhưng mà bị bò quá nhiều. Bị bò quá nhiều. Ok, nó sẽ chạy đi rồi. Chỗ này hơi bị gọi là khó đối với mình. Nhưng không sao, chúng ta vẫn lách được. Ôi, chỗ này nhiều thức ăn thế. Cẩn thận nhé anh em. Chỗ này có rất là nhiều đá đấy các thứ đấy. Nên cẩn thận. Ôi, chỗ này nhiều thức ăn lắm. Khá là đã. Nhưng mà chỗ này rất là nguy hiểm. Phải nói như vậy. Chúng ta hơi to quá và hoàn toàn là có thể chết bất kỳ lúc nào. Vì thế nên đi cẩn thận rồi. Mình to vãi lều với kia mà. Mình có lần mình bo cho không thể vào được luôn. Kinh nghiệm bo rồi. Có đạn anh em ơi. Tôi có đạn này. Mình chỉ to người thôi sao ấy nhỉ. Cảm giác như không được ấy lắm. Đó, ok. Sao toàn đạn vậy? Đùa nhau à? Toàn đạn là đạn thôi. Mình không dài lắm đâu anh em ơi. Đừng có quá tự tin vào cái bản thân của mình. Chúng ta chỉ to thôi chứ không thấy dài mấy. Trên này có một cái đạn, có một cái này nhấp nháy này. Đến 3 cái đạn thì tôi cũng gọi là bó tay chấm com luôn. Đây không? 4 cái đạn luôn ạ. Cuộc đời là thế nào thế nhỉ? Nó có vẻ khá là nhỏ ra. Toàn đạn là đạn thôi. Đây, lại thêm cái nữa này. Trận này không nhất nữa thì đúng không? Thì đúng là bó tay luôn. Win rồi. Chúng ta to mà. Khủng khiếp luôn, to khủng khiếp luôn này mà không thông thắng được nữa thì thôi bó tay. Rồi, chúng ta lên thêm cái hòm và mastery mới. Đập trứng rồng à. Nhìn cũng khá là hay nha. Khá là hay ho. Cũng được, nói chung là chơi tạm tạm. Nói chung là chơi cái này tạm tạm. Rồi, cái gì đây? Ask of Conquest à? Game mới à? Ok, chúng ta cũng no thanks đi. Và mở hòm ra trước. Cái hòm nhỏ nhỏ toàn hòm đồng đấy anh em ạ. Ồ, có màu mới này. Có màu mới để cho con rồng luôn. Ok. Magnet, ok. Chúng ta sẽ được thêm một cái hòm để unlock nữa.
Rồi tiếp tục vào chơi con này thôi, mình thấy nó khỏe vãi lều. Sử dụng vẫn là sử dụng cái Fireball. Rất là bà. Fireball khỏe mà. Fireball đánh nhau lúc đầu siêu siêu đỉnh. Đánh nhau va chạm đánh nhau các kiểu thể loại. 3 2 1 được kia con cái nhân gái hiểu rồi. Nè ăn những dài dài thì ăn dài dài một xíu xíu xong rồi bắn. Không chạy à? Không chạy mình bắn thôi. Không chạy tôi ăn thôi, nhưng mà có vẻ hơi phí thôi. Có vẻ hơi phí năng lượng. Như thế nhở? Ăn cái đấy đống này cũng không đáng kể luôn. Ok, chúng ta lướt rất là nhanh luôn. Hợp lý nhỉ? Hợp lý vãi. Bắn nhé. Bắn mạnh. Không thèm ăn. Không thèm ăn được cái này. Mình đi sau đít đó là không được đâu, là không có thức ăn đâu. Này có đống thức ăn ở khu đây, thức ăn này. Không dài lắm, lần này không dài lắm. Sao mấy lần trước đống thế. Đông thật sự luôn. Đánh nhau không? Có ai thích va chạm không? Va chạm là chuẩn. Né tốt đấy. Luôn ạ. Nếu con này tỉnh phết anh em. Bảo dễ. Có đâm không? Trên này có một tí ấy. Vào trong. Điều chiến của vị trí tốt á. Tính sau rồi. Con là Frankenstein kìa. Khó chơi phết anh em. Còn 4 cái địch nữa. Và chúng ta thì cũng không phải là to nhất ở trong này. Khá là khó. Cố lên nào, nó phát nhất phát nhỉ. Con này to thế. Nhưng mà nó khôn lắm. Những con to này khôn lắm. Thế thế nào đây. Ba thằng nữa. Ăn được hết rồi. Quá đen rồi. Quá nhỏ rồi. Tốt thế nhờ, được tốt thật sự anh em. Vòng bò, không biết vòng bò đang ở đâu. Không biết vòng bò tiếp theo đang ở đâu. Này khôn quá, con mèo khôn quá. Chưa chắc là giết được đâu. Khó thật sự đấy. Vòng bò tiếp theo ở đâu nhỉ? Khó thế. Chất lượng thật sự rồi. Bỏ ngon nó ở ngoài chỗ nào ấy nhỉ? Khó chịu ghê.
đang ở đâu? Úi giời ơi, con mèo khốn thế ta. Kinh nhờ. Bò không giết được đâu anh em ạ. Chúng ta chỉ dừng ở vị trí thứ hai thôi. Khá đáng tiếc. Nhưng mà khó thật. Không giết được luôn ý. Mình thấy thật sự quá khó. Quá khó để ta có thể giết được con này. Rồi chúng ta sẽ chơi thêm một trận nữa nha. À, không phải Gold Rush và vẫn là Battle Royale thôi. Một trận top 2, một trận top 1. Trận này lâu thật sự luôn. Quá lâu luôn. Rồi chúng ta sẽ chuẩn bị chuyển sang trận kế tiếp. Cố gắng nhưng mà không được. Hết sức à? Cho hết sức luôn rồi, không không thể nào bò được nữa. Rồi, ok. Let's go. Có đạn đây. Có súng nhá. Súng rồi nha. Nào, lượn. Ok, ăn thêm thức ăn nào. Bên này là có đạn đây. Bíp. Ôi trời. Nó chạy rồi anh em. Tốt rồi. Còn cái nhấp nháy ở đâu, đâu đó quanh đây mà đúng không? Nó ăn rồi. Nhấp nháy đây như nó ăn rồi. À không, đây. Được, chúng ta chủ động anh em, chúng ta phải chủ động thôi. Chủ động ăn ăn những cái nhấp nháy các kiểu thôi. Đâu rồi, chúng ta đang ở trong trung tâm à? Và hiện tại mình đang ở vị trí thứ 27. Thật ra thì mình làm con rồng này thì mình cũng chẳng sợ con nào cả. Rất là tự tin khi mà chơi con rồng luôn. Không như con chuột. Con chuột thấy cảm giác mình thấy yếu vãi. Cái sự tự tin là nó là rất là gọi là quan trọng trong cái game này nhỉ. Nó sẽ quyết định chúng ta là có thể đưa ra những cái pha xử lý xuất thần hay không. Thế thôi. Còn rắn không chỉ đẹp mà nó mang đến cái sự gọi là tự tin. Niềm tin là sức mạnh, niềm tin anh em. Ok. Nào, cho ta trong top 17. Và có cái gì được không? Ăn cái gì được không? Mình không dài lắm. Giờ mình không dài chút nào cả. Đốt nhiều quá. Bị đốt nhiều quá rồi. Trận này ấy rồi. Nhầm rồi. Nhầm nhỏ lắm rồi. Khó chịu thật sự luôn anh em. Trời này nhầm quá. Cố gắng lượn này anh em. Từ thôi. Ăn ai ăn ai bây giờ. Vòng bo nó sẽ bo vào chỗ này nè. Để đi vào thôi. Chạy thôi. Mấy con rất là to luôn. Thắng được nó thì là quá à. Vào trong. Có ai? Hả? 8 người nữa cơ. Vòng bo ở phía dưới anh em. Chúng ta đang phải chạy liên tục. Chạy bo liên tục. Rắn nữa. Ở đây. Con rồng kia nhìn thế thôi cũng ghê phết đấy anh em ạ. Không phải đơn giản. Để có thể là ok, con rắn này to quá. Con này to quá. Oh.
khó quá anh em ạ. Khó chơi thật sự luôn. Nó mà chết được một hai con. Xong bo lại. Xong bo lại. Đó là con kia đang ở ngoài. Em đang ở đâu ta? Bo. Bây giờ chúng ta sẽ chơi theo kiểu bài bo. Chơi kiểu bo đây anh em ơi. Bo cho nó chết luôn thôi. Chết thôi, yes, hay quá, mình bo cho chết con này cũng hay lắm. Con kia tự chết anh em ạ, cái con mạnh nhất nó tự chết rồi. Thì nhiệm vụ chúng ta quá đơn giản đúng không? Và rồi chúng ta sẽ kết thúc nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp nhá. Bye bye. Ok.